trong cái kỷ nguyên mà vi khuẩn đa kháng thuốc hiện nay em xin trao đổi có bốn nội dung chính thứ nhất là các căn nguyên gây viêm phổi mắc phải cộng đồng thứ hai là trong cái điều kiện như vậy chúng ta có chiến lược điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng như thế nào cái điểm thứ ba nữa là à, trên hành lâm sàng thì quý thầy cô cũng à, gặp những cái ca mà điều trị mãi nó chẳng thấy cải thiện hoặc là điều trị mà à, cô khi nó không phải là viêm phổi mắc phải cộng đồng nó là căn nguyên khác mà chúng ta lại tưởng là viêm phổi mắc phải cộng đồng chẳng hạn thế và một số điểm kết luận À, thì như thầy Bình cũng đã đề cập, tức là cái một trong những cái căn nguyên mà gây tử vong đặc biệt ở người lớn tuổi và có những các cái bệnh đồng mắc khác thì viêm phổi là một trong nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và gây kèm theo với nó là cái gánh nặng chi phí về điều trị. À, các nghiên cứu thì chúng ta, chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong chung nó khoảng từ 8 đến 15%, nhưng nếu như bệnh nhân trong tình trạng nặng, tuổi cao mà nhập ICU chẳng hạn thì cái tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50% và một trong những cái yếu tố mà làm nặng thêm cái làm xấu thêm tiên lượng đó là chúng ta phát hiện muộn hoặc điều trị muộn khởi đầu kháng sinh muộn thì đấy là một trong những cái nguy cơ nó làm tăng về chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng thì hiệp hội lồng ngực mỹ và hội ấp châu âu cũng đưa ra khuyến cáo thường thì cũng không có gì khó khăn lắm thế tuy nhiên là ở việt nam thì chúng ta có thể sẽ gặp nhầm với các cái chẩn đoán là căn nguyên khác ví dụ như lao phổi chẳng hạn đôi khi chúng ta nhầm là viêm phổi thế tuy nhiên là điều trị mãi nó chẳng đỡ và cuối cùng là làm xét nghiệm thì giàn lào phổi à, kinh điển thì các thầy cô cũng đã đề cập tức là cái tổn thương trên uh, triệu chứng lâm sàng thì diễn biến cấp tính thế còn tổn thương trên x-quang đó là hình mờ hình tam giác mà đỉnh quay về phía rốn phổi đáy quay về phía ngoại vi và đôi khi cái tổn thương này thì nó 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 chiếm có thể một thùy thậm chí là cả một bên phổi đó là viêm phổi thùy uh, điển hình kinh điển trên các lớp vi tính thì quý thầy cô cũng biết rằng là cái tổn thương nó nó, nó chiếm trọn một thủy phổi. Kèm thêm thì chúng ta có thể thấy một số các cái phế quản hơi khi mà nó chưa bị lấp đầy bởi các cái dịch tiết và mủ cũng như đờm dãi vân vân. Thì đây là cái điểm mà hết sức quan trọng. Cái cơ chế tổn thương của viêm phổi đó là xuất tiết dịch vào trong lòng phế quản. Cho nên người ta không quan sát thấy hiện tượng xẹp phổi kèm theo. Thế còn nếu như cũng cái hình ảnh hình mờ như thế này nhưng mà quý thầy cô lại thấy cái 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 khoang lên sườn bên này nó hơi xẹp, cơ hoành nó kéo lên cao hơn chẳng hạn thì đấy phải tìm căn nguyên khác. Mà một trong những căn nguyên phổ biến ở Việt Nam đó là lao phổi. Thì lao phổi nó thường nó kèm theo có sơ sẹo, nó làm xẹp cái cái phần thủy phổi. Cái điểm thứ hai cũng không được bỏ sót đó là dị vật đường thở. Thì dị vật khi mà rơi vào đường thở nó sẽ gây tắc lòng phế quản và kèm thêm với nó là cái tình trạng là nhiễm trùng dưới cái chỗ tắc Thế do vậy mà tưởng là dễ đơn giản nhưng đôi khi cũng có những trường hợp khá là phức tạp và cũng mong là quý thầy cô cũng cũng lưu ý trên lâm sàng. Về căn nguyên gây viêm phổi mắc phải cộng đồng ở châu Á chẳng hạn, khu vực châu Á hạn và cũng như các nước khác chúng ta thấy gặp hàng đầu đó là phế cầu chiếm khoảng 30%. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng có những căn nguyên vi khuẩn gram âm ví dụ như là Klebsiella pneumoniae, cái này chiếm khoảng độ 15% hoặc là gì ạ, ceremonas chiếm khoảng 6,7% dưới 10%. Thì đấy là những cái căn nguyên mà gây viêm phổi mắc phải cộng đồng khá là phổ biến. Chúng ta cũng gặp một cái tia kiểu nữa tức là vi khuẩn không điển hình nó chiếm khoảng độ 20 20 25% hoặc là những cái, cái cái trường hợp gọi là đồng nhiễm, nhiễm phối hợp nhiều tác nhân, vừa virus vừa vi khuẩn, vừa vi khuẩn gram dương vừa vi khuẩn gram âm, nó có thể nó xuất hiện trên cùng một cơ địa bệnh nhân cái điều đáng lo ngại đó là có cái hiện tượng gia tăng cái tần suất đề kháng kháng sinh hiện nay tại một số quốc gia thì người ta thấy có khoảng độ một nửa các trường hợp uh, phế cầu đã được phân lập nó kháng với cái penicillin thế và kháng macolai cũng đưa đến cái tình trạng là hết sức là báo động Bởi vì thực tế chúng ta thấy đặc biệt ở việt nam khi mà macolai hiện nay dùng khá là tràn lan uh, ví dụ như kể cả trong không phải trong điều trị bệnh hô hấp đơn thuần mà trong tiêu hóa chẳng hạn khi mà chúng ta điều trị cho các bệnh nhân mà loét dạ dày người ta tràng chưa có cái cái helicobacter uh, pylori nhưng vẫn dùng cái macrolide và nó kháng uh, gây kháng cái macrolide cao ở trong cộng đồng. Thế và người ta thấy trên 80% là kháng với erythromycin. Còn lại thì đối với clarithromycin và azithromycin là những cái macrolide thế hệ mới, chúng ta thấy nó khoảng độ tầm 30 đến 50%. À, đồng thời thì à, trên 98% sấp xỉ 100% là Emofluis influenzae nó có cái à, phân lập được ý, thì người ta thấy nó có cái à, hiện tượng là à, nó nó kháng lại với các cái macrolide. Và 35% Emofluis influenzae thì chúng ta thấy nó đã tiết ra cái beta lactamase và khi đã tiết ra beta lactamase thì các kháng sinh nhóm beta lactam nói chung thì sẽ bị sẽ bị tiêu diệt và bị bị mất cái tính nhạy cảm. À, phế cầu thì hiện tại thì được biết là vẫn còn có nhạy cảm tốt với các kilolone. Thế nhưng nếu như chúng ta lại vẫn không có lưu ý mà lại tiếp tục lạm dụng kilolone thì sẽ dẫn đến các cái tổn hại phụ cận cũng như là cái tình trạng đề kháng. Bên cạnh cái việc là ở Việt Nam chúng ta có thể chưa loại trừ hoàn toàn được cái lao mà dùng kilolone ngay từ đầu, nó cũng sẽ gây ra các cái hậu quả khác kèm theo về cái tỷ lệ mà phế cầu nó đa kháng thì đây là cái nghiên cứu mà tổng kết tại 12 nước châu Á trong một năm thì các thầy cô biết rằng là có cái cái, cái, cái các cái chủng phế cầu phân lập được đa kháng tức là kháng ít nhất với hai cái nhóm kháng sinh chúng ta thấy ở Việt Nam khoảng độ trên 70% là phế cầu là có đa kháng Hồng Kông 45% Hàn Quốc 42% Đài Loan khoảng 30% trong các cơ chế kháng thì uh, với cái kháng với các cái beta lactam nói chung ý, thì do vi khuẩn nó tiết được các cái beta lactamase và tùy theo cái 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 nhóm cái cấu trúc và cái vị trí hoặc cái enzyme nó tiết ra và người ta chia nó ra thành các cái nhóm khác nhau à, chúng ta sợ nhất là nó tiết ra metallo enzyme tức là nó sẽ kháng với các cái uh, các ba các ba mà hiện chúng ta hiện tại đang có à, chúng ta cũng sợ thứ hai nữa là đối với các vi khuẩn mà lại tiết beta lactamase phổ rộng ESBL dương tính chẳng hạn thì đấy là những cái 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 enzyme mà nó sẽ tiêu diệt các cái kháng sinh mà chúng ta đang là cái vũ khí phổ biến để chúng ta điều trị nhiễm khuẩn đặc tính chính của cái nhiễm ESBL, của ESBL thì các thầy cô biết đây là một cái gen nó nằm trên plasmid và đột biến từ các gen sản xuất ra các beta lactamase kinh điển và về mặt nguyên tắc thì nó còn nhạy cảm với các beta lactamase inhibitor ví dụ như là acid clavulanic hoặc là các cái tazobactam trên in vitro thì chúng ta thấy là các cái chủng sinh ESBL phổ rộng nó còn nhạy cảm với các cái cephlozin thế 3 thế hệ 4. Tuy nhiên là diện thực tế lâm sàng khi mà chúng ta điều trị bằng các cái nhóm cfa 3, cfa 4 thì lại không có cái hiệu quả và nó kháng với các cái kilo cũng như là các cái uh, aminoglycosid hiện nay. Uh, và cũng có cái một chút để chúng ta uh, may mắn ở đây đó là carbapenem thì vẫn còn uh, có hiệu quả tốt đối với các cái chủng này. Đây một cái kháng sinh đồ của một bệnh nhân ngày 15 tháng 8 năm 2018, tức là mới đây thôi. Chúng ta thấy là gì ạ? Điển hình của một cái Klebsiella mà nó đã gì ạ? Là tiết ra ESPL dương tính. Thì quý thầy cô biết rằng là trên cái kháng sinh đồ ở đây thì chúng ta thấy là với các cái Cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 2, thế hệ 4 thì nó đã kháng với các cái nó đã kháng với các kháng sinh nhóm này và việc chúng ta dùng điều trị giống như tiếp cận kinh điển của viêm phổi mắc phải cộng đồng đơn thuần là sẽ không có cái hiệu quả. Và chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đối với các cái carbapenem, ví dụ ertapenem tức là carbapenem nhóm 1 hoặc là các cái carbapenem nhóm 2, meropenem, imipenem là nó sẽ vẫn còn có cái nhạy cảm và đáp ứng lâm sàng. Và cũng cái đáng báo động là Việt Nam là một trong những quốc gia mà nằm trong cái vùng mà có cái tỷ lệ mà vi khuẩn nó sinh ESBL phổ rộng cao trên thế giới. Chúng ta ở cái mức chúng ta thấy là gì ạ? Vàng cam ở đây, tức là tương đương với lại cái có cái, 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 tần suất nó ở mức gì ạ? Ở mức cận cao ở trên thế giới tính trên bình diện chung. Và việc mà chúng ta thấy khi mà vi khuẩn nó đã tiết ra cái beta lactamase phổ rộng ấy, thì cái, cái, việc mà chúng ta lựa chọn kháng sinh lúc này cái cứu cánh duy nhất đó là các cái carbapenem. Em xin chuyển sang nội dung thứ hai đó là liên quan đến vậy thì như vậy thì chiến lược điều trị như thế nào cho nó phù hợp đầu tiên là phải khởi đầu điều trị theo kinh nghiệm chứ không thể nào mà đợi chờ mãi cái kết quả kháng sinh đồ mà cái tỷ lệ mọc của vi khuẩn lại còn rất là thấp vì các quý vị đồng nghiệp tuyến dưới là đã dùng rất là nhiều loại kháng sinh rồi chẳng hạn thứ hai chúng ta cần phải hiểu biết về cái vi khuẩn gây bệnh tình hình đề kháng tại địa phương các cái yếu tố nguy cơ nhiễm các cái tăng nhân đặc biệt tăng nhân đặc biệt đây là tác nhân khó điều trị mà rất dễ gây thất bại trên lâm sàng các cái yếu tố nguy cơ nhiễm À, các cái xác định đánh giá mức độ nặng để phân tầng các bệnh lý kèm theo các cái khuyến cáo điều trị uh, trong nước cũng như trên thế giới và dựa vào cái dưỡng động học dưỡng lực học thuốc để chúng ta có thể cái điều trị cho nó phù hợp và sau khi có cái kết quả của vi sinh có kết quả kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ uh, điều chỉnh lựa chọn lên thang xuống thang cho nó phù hợp à, cần phải uh, sử dụng kháng sinh sớm và thích hợp ngay từ đầu điều này nó sẽ giúp cho cải thiện được cái kết quả điều trị nó giảm các cái tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng bệnh viện, giảm các tỷ lệ biến chứng có liên quan đến nhiễm trùng, giảm cái số ngày nằm viện của bệnh nhân, giảm cái số ngày cần phải điều trị kháng sinh và giảm cái chi phí điều trị. Do vậy mà cái việc chúng ta khởi đầu sớm và khởi đầu đúng đóng vai trò hết sức là quan trọng. Cái nghiên cứu này thì người ta đánh giá là cái việc chúng ta khởi đầu kháng sinh điều trị sớm tính trong vòng là 4 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện ấy thì nếu như khi chúng ta khởi đầu điều trị sớm trong vòng 4 giờ mà khi bệnh nhân nhập viện thì người ta thấy nó giảm 15 phần tỷ lệ tử vong 15% ở trong bệnh viện và 30 ngày sau khi bệnh nhân xuất viện thì cái điều này hết sức là quan trọng. Do đó mà khi mà chúng ta chẩn đoán là viêm phổi rồi, chúng ta cần phải cho chỉ định điều trị sớm ngay từ trong vòng 4 giờ đầu. À, chúng ta cũng cần phải định hướng cái căn nguyên để làm sao có thể à, lựa chọn nó trúng kháng sinh ngay từ đầu có thể dựa vào cái cơ địa của bệnh nhân để lựa chọn đây là một trong những cái gợi ý bởi vì không phải là mỗi bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng vào là chúng ta phát ra một cái áo đồng phục vào xong là nằm vào trong giường chẳng hạn tức là gì ạ kháng sinh như nhau cho tất cả các bệnh nhân đó là cái điều hết sức là hết sức là nguy hiểm Do vậy mà chúng ta cần phải có cái định hướng ngay từ đầu chọn cho nó phù hợp. À, ví dụ như cơ địa của bệnh nhân à, nghiện rượu mà vệ sinh kém chẳng hạn thì à, coi chừng là người ta có thể nhiễm Klebsiella pneumoniae. Và đối với Klebsiella pneumoniae thì cái khả năng mà nó tiết ESPL phổ rộng là cái tỷ lệ là khá là cao. Và khi nó đã tiết ESPL phổ rộng thì khởi đầu bằng CFA3, CFA4 là có thể không có hiệu quả. À, những trường hợp bệnh nhân có COPD có hút thuốc lá kèm theo chẳng hạn thì cái căn nguyên vẫn là phế cầu Hemophilus influenzae thế và gì ạ dạ, có thể gặp các cái uh, vi khuẩn khác nếu như bệnh nhân mà giai đoạn 4 siêu đi giai đoạn 4 nhập viện thường xuyên thì sẽ có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh và các cái vi khuẩn bệnh viện nó vẫn còn lưu cữu ở trong đường thở của bệnh nhân hoặc là những trường hợp giãn phế quản thì có thể đó là trực khuẩn mù xanh, đó thể là các cái tụ cầu vân vân có thể chúng ta sẽ gặp được. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân chúng ta đánh giá là bệnh nhân cái đờm, bệnh nhân khạc ra, mủ rất thối chẳng hạn thì đó là các cái vi khuẩn kỵ khí và trong cái lựa chọn điều trị chúng ta cần phải chọn kháng sinh nó bao phủ được đối với các cái vi khuẩn kỵ khí. À, cái điều tiếp theo nữa là cần phải phân tầng bệnh nhân một trong những cái yếu tố là cần phải đánh giá xem là người ta mức độ nặng như thế nào chứ nếu như mà tất cả bệnh nhân vào viện đều lựa chọn một phác đồ mạnh nhất giống như chúng ta ôm đại bác để diệt một con chim sẻ hoặc là một con uh, uh, vật gì khác chẳng hạn thì chúng ta có thể phá cả một cái làng bằng một cái 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 cái, 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 cái quả đại bác đó mà không trúng được cái mục tiêu hoặc là gì ạ? đấy là cái ví dụ cho thấy nó có thể gây tổn hại phụ cận rất nghiêm trọng chúng ta có thể diệt được cái con chim sẻ nhưng mà xung quanh nó là chúng ta đã phá hoại đi rất là nhiều thứ do vậy mà khuyến cáo của ats thì cũng đưa ra là gì ạ chúng ta cần phải phân tầng xem là bệnh nhân là có yếu tố nguy cơ hoặc là mức độ bệnh nhân là mức độ nhẹ hoặc là mức độ nặng hoặc là mức độ rất nặng cần phải nhập ICU chẳng hạn để chúng ta lựa chọn cho phù hợp vì chúng ta thấy đôi khi những trường hợp mà mức độ nhẹ không yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy chỉ là các cái vi khuẩn gram dương thông thường và chúng ta khởi đầu bằng các cái beta lactam là đôi khi là là thành công có hiệu quả không cần phải phức tạp nhưng nếu như bệnh nhân mà mức độ nặng kèm thêm nhiều các bệnh đồng mắc hoặc là thường xuyên phải nhập viện chẳng hạn thì đôi khi nó sẽ có thêm các cái vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc và do đó chúng ta lựa chọn kháng sinh từ đầu nó phải phù hợp. Cái điểm nữa cũng cần phải đánh giá đó chúng ta cũng phải cần có một cái thang điểm, không thể nào mà gọi là là áng áng chừng là bệnh nhân này nặng bệnh nhân này nhẹ chẳng hạn, cảm tính được mà chúng ta cần có một cái thang điểm thì cái thang điểm đơn giản nhất mà chúng ta vẫn áp dụng được trên lâm sàng đó là thang điểm CURB-65. chúng ta thấy nếu như bệnh nhân có trên 2 điểm thì thông thường người ta khuyên bệnh nhân nên nhập viện. Thế còn nếu như bệnh nhân dưới 2 điểm thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú được mà không nhất thiết phải phải nằm viện. Nhưng nếu như bệnh nhân dưới 2 điểm nhưng mà người ta lại không có cái điều kiện theo dõi, người ta không có ai ở nhà cùng với bệnh nhân hoặc là điều kiện người ta quá khó khăn thì những trường hợp đó chúng ta khuyên bệnh nhân nên nhập viện. Những trường hợp mà bệnh nhân có kèm thêm các cái yếu tố ví dụ như là từ 3 5 điểm, đặc biệt là 4 5 điểm chẳng hạn là thường là sẽ có kèm theo suy hấp, phải có hỗ trợ về hô hấp có suy tuần hoàn, có trụ mạch, có tụt áp, phải phải nhập vào ICU để có thể đảm bảo được cái kết quả điều trị cho bệnh nhân. À, kháng sinh theo kinh nghiệm cần khởi đầu sớm trong vòng 4 giờ đầu khi bệnh nhân nhập viện là điều đó hết sức quan trọng. Thế thì thường là chúng ta sẽ lựa chọn những cái kháng sinh mà qua cái định hướng cái nguyên nhân để chúng ta có thể lựa chọn chọn những kháng sinh nào nó có thể nó che phủ được cả gram âm gram dương nếu chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có thể nhiễm cái cái gram âm kèm theo hoặc là gì ạ à, chúng ta chọn nhưng mà gì ạ? Chọn phổ rộng thì rất tốt rồi, nhưng mà nếu như cứ phổ rộng như vậy thì nó sẽ có nguy cơ, nó sẽ gây các cái tổn hại phụ cận mà cái phần đầu à, em cũng cũng có đề cập. Tức là gì? Khi chúng ta dùng cái kháng sinh mà phổ rộng thì vô hình chung chúng ta sẽ phá vỡ cái cân bằng hệ sinh thái của vi khuẩn ở trong đường thở của bệnh nhân và nó sẽ làm cho các cái kháng sinh uh, nó sẽ làm cho các vi khuẩn nó sẽ kháng với các kháng sinh khác mà bản thân người ta chưa được dùng bao giờ. Là cái điều này nó sẽ xảy ra ở các cái chủng ở các cái nhóm kháng sinh nào thì có hai cái nhóm kháng sinh chính nó rất dễ gây cái tổn hại phụ cận ở đây. Đó là kháng sinh serotonin thế hệ ba và các cái quinolone. Đấy là hai cái nhóm kháng sinh mà chúng ta dùng phổ biến hiện nay và coi chừng là nó sẽ gây ra các cái tổn hại phụ cận. Và đấy là cái câu câu trả lời cho cái việc tại sao chúng ta gặp những bệnh nhân chưa dùng kháng sinh bao giờ vào chỉ cần dùng kháng sinh rất thông thường là bệnh nhân đáp ứng rất tốt rất nhanh nhưng cũng có những cái bệnh nhân vào viện chúng ta đã dùng cái loại tốt nhất rồi mà thấy đáp ứng lâm sàng hết sức hết sức kém thì đó là gì ạ mặc dù trước đây người ta chưa dùng cái nhóm kháng sinh đó nhưng mà dù vì do dùng các cái kháng sinh cfa 3 lạm dụng kilolon lạm dụng nó sẽ gây tổn hại phụ cận và bệnh nhân đã có kháng chéo từ trước đó rồi cho nên cái đáp ứng lâm sàng cái hiệu quả lâm sàng của bệnh nhân là là rất thấp À, câu hỏi tiếp theo nữa là bệnh nhân này mình khởi đầu là đơn trị liệu hay là phối hợp kháng sinh? Thì à, cái các khuyến cáo thì người ta cho rằng là những trường hợp bệnh nhân nhẹ điều trị ngoại trú chú, chúng ta có thể khởi đầu bằng đơn trị liệu được. Tuy nhiên những trường hợp mà bệnh nhân đã được dùng kháng sinh trước đó rồi, à, ví dụ như đồng nghiệp tiền dưới đã dùng đơn trị liệu hoặc đã dùng kháng sinh trước đó rồi thì thông thường chúng ta cần phải phối hợp, đã thất bại điều trị trước đó rồi thì chúng ta cần phải phối hợp kháng sinh. Hoặc là bệnh nhân có rất nhiều các cái bệnh đồng mắc kèm theo, có suy tim, có đái đường, rồi có suy thận vân vân, có các cái bệnh đồng mắc kèm theo thì chúng ta cần phải phối hợp kháng sinh đối với cái cơ địa bệnh nhân này. Và đặc biệt những trường hợp mà đã từng nhập viện trước đây hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân nằm ở trong các cái nhà dưỡng lão, các cái cơ sở điều dưỡng, các cơ sở chăm sóc già tại nhà chẳng hạn thì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm các cái căn nguyên đa kháng thuốc khác. Do đó mà chúng ta cần cân nhắc phối hợp kháng sinh đối với các cái nhóm đối tượng bệnh nhân như thế này. À, tiếp theo thì người ta cũng thấy rằng là cái việc mà lựa chọn kháng sinh ý, đối với viêm phổi mắc phải cộng đồng vì chúng ta còn một cái nhóm căn nguyên nữa là căn nguyên vi khuẩn không điển hình. Do vậy mà trong những trường hợp mà chúng ta khởi đầu bằng một nhóm mà thấy đáp ứng nó không được tốt chúng ta nên phối hợp thêm một cái nhóm để có che phủ được với các cái vi khuẩn không điển hình ở đây là các kirolon hoặc là các cái macrolide để có thể đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất thế còn nếu như chúng ta chỉ điều trị ví dụ như nó không có cái kháng sinh mà tác động đối với vi khuẩn không điển hình là chúng ta sẽ thấy là đáp ứng lâm sàng rất kém hoặc là sẽ thất bại điều trị phác đồ phối hợp nào nó có hiệu quả thì người ta cũng so sánh cái việc là phối hợp với các cái uh, beta lactam kết hợp với lại cái macrolide thì đấy là một trong những phác đồ phối hợp mà chúng ta cũng thấy là sử dụng khá phổ biến trên lâm sàng nó sẽ giúp cho làm cải thiện được cái cái thời gian nằm viện uh, cũng như là cái, cái kết quả điều trị. Chúng ta thấy rằng là uh, thông thường thì nếu như chúng ta dùng beta lactam đơn trị liệu thì đôi khi cái kết quả điều trị nó có thể nó thấp hơn so với cái việc mà người ta phối hợp thêm với lại một cái macrolide cái nghiên cứu này thì người ta so sánh giữa các cái phối hợp khác nhau thì với septiazone mà đơn trị liệu thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong là cao hơn so với cái việc septiazone uh, mà phối hợp với macrolide cũng tương tự như vậy đối với các cái nhóm kháng sinh khác. Do đó mà gì ạ, trong trường hợp mà bệnh nhân uh, lâm sàng chúng ta đánh giá nặng thì cái phác đồ của phối hợp chúng ta có thể là kết hợp một cái beta lactam với lại một cái macrolide người ta cũng thấy rằng cái việc mà phối hợp kháng sinh hai nhóm đấy thì nó sẽ giúp cho cái ổn định về lâm sàng nó tốt hơn, nó làm giảm cái tỷ lệ tử vong uh, tốt hơn uh, so với lại cái các kỳ uh, đơn trị liệu khác. Bây giờ sang đến các cái khuyến cáo quốc tế thì người ta đề cập như thế nào thì đối với IDSA và ATS thì người ta khuyến cáo bệnh nhân siêu bệnh nhân CAP ngoại trú mức độ nhẹ không có yếu tố nguy cơ, cơ thì chúng ta có thể khởi động bằng macrolide đơn trị liệu hoặc là các cái doxycycline. Trong trường hợp mà bệnh nhân có các cái bệnh lý đi kèm hoặc là có các yếu tố nguy cơ khác, chúng ta có thể khởi đầu bằng kilon đơn trị liệu được. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái phác đồ phối hợp là beta lactam kết hợp với macrolide. À, hoặc là chúng ta chưa loại trừ được lao thì chúng ta nên tránh cái cái, cái phác đồ mà lựa chọn kilon. Trong trường hợp mà bệnh nhân nặng hơn phải nằm nội trú nhưng chưa nhất thiết phải ICU thì chúng ta có thể là áp dụng cái phác đồ beta lactam kết hợp với macrolide cho bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân rất nặng phải nhập ICU vào chỗ thầy Bình, chỗ thầy Tuấn chẳng hạn hoặc là chỗ bác sĩ Phú thì chúng ta cần phải phân tách hai cái nhóm. Một cái nhóm là có nguy cơ nhiễm trùng khuẩn mũi xanh hay là không có nguy cơ nhiễm trùng khuẩn mũi xanh. Nếu có nguy cơ nhiễm trùng khuẩn mũi xanh thì chúng ta cần phải ưu tiên lựa chọn septazidim, cefepim hoặc là các cái để chúng ta điều trị. Nhưng đối với trùng khuẩn mũi xanh mà nó đã có nguy cơ đa kháng thì không nên là đơn trị liệu, chúng ta cần phải phối hợp phối hợp đây chúng ta có thể kết hợp với một cái kilon là level levofrosin hoặc là một cái aminoglycosid để mà đạt được hiệu quả điều trị tốt trong trường hợp mà bệnh nhân nằm ICU mà chúng ta đánh giá là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu chẳng hạn kháng methicillin thì chúng ta sẽ thêm vancomycin hoặc là linezolid cho bệnh nhân Uh, tổng hợp cái khuyến cáo của uh, IDSA 2007 thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì họ cũng chưa có cái khuyến cáo cập nhật nhất nhưng chúng ta thấy là thông thường viêm phổi mắc phải cộng đồng mà nhập viện mà không phải ICU đấy chúng ta có thể lựa chọn phác đồ macrolide beta, beta lactam kết hợp với nhau hoặc là gì ạ kilon nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân dị ứng với các cái penicillin uh, hoặc là beta lactam trước đó còn octapenem tức là carbapenem nhóm 1 ấy, thì chúng ta thấy là được khuyến cáo điều trị CAP trong các trường hợp mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn gram âm mà nó tiết sẽ ESBL phổ rộng mà chúng ta loại trừ là bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm cho khuẩn mù xanh đối với hội hấp châu Âu và hiệp hội nhiễm trùng châu Âu thì chúng ta thấy là người ta cũng đưa ra khuyến cáo gần tương tự như ATS có những cái điểm ví dụ như chúng ta thấy viêm phổi mắc phải cộng đồng nhập viện nhưng không nhập ICU chúng ta có thể kết hợp beta lactam macrolide à, trong trường hợp mà phải nhập ICU ấy, thì chúng ta thấy là gì à, phân ra hai nhóm có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn anh hay là không có yếu tố nguy cơ nhiễm trùng khuẩn mù xanh và tổng hợp của khuyến cáo này thì chúng ta thấy cái việc mà người ta chẳng hạn như là macrolide kết hợp với beta lactam thì đôi khi cũng có những trường hợp nó không có hiệu quả khi mà chúng ta thấy là gì ạ à, cái vi khuẩn đó nó tiết ra cái ESBL phổ rộng và nếu tiết ESBL phổ rộng thì chúng ta nhớ là gì ạ chỉ còn carbapenem là có hiệu quả và nếu như chúng ta phải lựa chọn carbapenem đối với các trường hợp mà vi khuẩn gram âm tiết ESBL phổ rộng thì chúng ta sẽ lựa chọn cái octapenem. Đây đây là cái kết quả của cái từ các cái khuyến cáo quốc tế để người ta đưa ra trong các trường hợp mà chúng ta đã bắt buộc là chúng ta phải lựa chọn. Do đó mà gì ạ, cái octapenem tức là carbapenem nhóm 1 thì ưu tiên lựa chọn đây là cái kháng sinh để có thể tác động được đối với vi khuẩn quam âm mà nó tiết ESBL phủ rộng. Ở Trung Quốc thì sao? Trung Quốc thì chúng ta thấy là gì ạ? rất gần với chúng ta và có những cái điểm tương đồng. Do vậy mà năm 2016 thì họ cũng đưa ra khuyến cáo về xử uh, trí cái viêm phổi mắc phải cộng đồng thì người ta cũng phân tầng và chia thành các cái nhóm. Ví dụ như đối với bệnh nhân trẻ tuổi không yếu tố nguy cơ thì điều trị ngoại trú rồi bằng các cái beta lactam đơn thuần, không nhất thiết phải quá phức tạp nên vấn đề cũng có thể kết hợp với một cái beta lactam với lại beta lactamase inhibitor trong cùng một cái sản phẩm. Trong trường hợp mà bệnh nhân có thêm kèm các cái bệnh đồng mắc hoặc là tuổi cao chẳng hạn thì lúc này chúng ta thấy là gì cái lựa chọn đầu tiên của họ phải là beta lactam và kết hợp với một cái beta lactamase inhibitor hoặc là chúng ta sẽ kết hợp cefalosporin thế hệ 2 thế hệ 3 để mà điều trị cho những trường hợp này về mức này nó có thể là phức tạp hơn. Trong trường hợp thì chúng ta thấy rằng à, khi mà những người cao tuổi thì chúng ta thấy là có nguy cơ nhiễm các cái vi khuẩn gram đặc biệt là gram âm -um chẳng hạn thì một trong những cái lựa chọn thì chúng ta thấy là gì ạ à, người ta có thể khởi đầu bằng các capenem nhóm 1 ví dụ như là à, chúng ta thấy là dùng octapenem để mà điều trị đơn trị liệu cho các cái trường hợp và à, viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ trung bình nhập vào Hà nội Đối với trường hợp mà bệnh nhân mức độ nặng phải nhập ICU thì chúng ta cũng thấy là người ta cũng phân ra thành các cái nhóm, các mức độ. Và nếu như bệnh nhân mà kèm thêm các cái yếu tố nguy cơ khác thì chúng ta thấy là gì ạ? Carbapenem người ta cũng phải dành lại những cái trường hợp APNM nhóm 2 để mà cho các cái vi khuẩn ví dụ như Pseudomonas hoặc là các cái vi khuẩn nó đã đặt hàng khác. Thế còn nếu chúng ta chỉ nghi ngờ là gram âm tiết ESBL phổ rộng thì chúng ta sẽ lựa chọn cái APNM à, cho bệnh nhân. Bộ Y tế Việt Nam thì năm 2005, 2015 cũng đưa ra khuyến cáo mà trong hội trường thì chúng em được biết là có thầy Bình, thầy Tuấn cũng trong ban biên soạn khuyến cáo sử dụng kháng sinh thì chúng ta thấy rằng là với cái nếu chúng ta chọn cái phác đồ mà beta lactam ở đây là amoxicillin thì nhớ là phải dùng với cái liều cao chứ nếu mà liều trung bình như đúng khuyến cáo thì thường là không có hiệu quả. Ở đây chúng ta thấy là có thể dùng đến 6 gram một ngày tức là 2 gram một lần. Và chia 3 lần trong ngày, à, nhân 3 lần trong ngày. Chúng ta có thể dùng đường uống hoặc là dùng đường tĩnh mạch. Có thể kết hợp thêm với các cái macrolide. Ví dụ chúng ta nghi ngờ là có thể có thêm các cái vi khuẩn mà không điển hình khác. À, chúng ta cũng có thể là khởi đầu bằng một cái CFA3 và phối hợp với một cái macrolide hoặc là kilolone. Và CFA3 ở đây chúng ta có thể dùng cefotaxim hoặc là septiazone. Trong trường hợp mà bệnh nhân mức độ nặng hơn từ 3 năm điểm, chúng ta nhớ là sẽ kết hợp một cái amoxicillin với lại acid clavulanic acid và chúng ta dùng cái liều là có thể từ 3 đến 6 gram trong vòng 24 giờ và kết hợp với một cái macrolide cho bệnh nhân. Nếu như ta nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mù xanh thì chúng ta nhớ là sẽ phải phối hợp một cái tazobactam và chúng ta hoặc là cephalosporin thế 4 hoặc là chúng ta dùng cái carbapenem nhóm 2 tức là imipenem hoặc beropenem à, kết hợp với một cái nhóm nữa ở đây là ciprofloxacin, aminoglycoside hoặc levofloxacin hoặc là các cái à, kháng sinh khác à, khi mà chúng ta gì ạ, thậm à, chí là phối hợp cả thêm à, macrolide trong các trường hợp mà khó điều trị. Thời gian điều trị thì đây là cái điều hết sức là quan trọng. Các thầy cô biết rằng là chúng ta không thể nào mà mà cứ điều trị hết ngày dài đến đêm thâu và đấy là một trong nguyên nhân nó làm cho đôi khi có thể là làm nhiễm thêm một cái chủng vi khuẩn nữa khi bệnh nhân nằm viện hoặc là làm tăng cái chi phí điều trị và các khuyến cáo thì cho chúng ta thấy là rằng từ 5 đến 7 ngày là đủ ngay kể cả đối với các viêm phổi mắc phải cộng đồng ở mức độ nặng thì người ta cũng khuyến cáo là từ 5 đến 7 ngày nếu không có biến chứng gì là đủ cái điểm nữa là cần phải xuống thang xuống thang khi nào chúng ta có thể khởi đầu kháng sinh theo kinh nghiệm từ sớm và với cái kháng sinh phổ rộng để mà chúng ta có thể che phủ được các cái chủng oam của âm, âm của am dương nhưng khi có kết quả kháng sinh đồ thì lúc này cần phải cân nhắc là xuống thang xuống thang khi nào khi mà chúng ta có cái kết quả của vi sinh thực hiện ngay khi có kết quả của vi sinh nhưng trên thực tế lâm sàng là cầm kết quả vi sinh trả về là các bác sĩ lâm sàng cũng rất là băn khoăn lên xuống thang hay là không lên xuống thang giữ như vậy bệnh nhân đang tốt như thế này có xuống hay không xuống thường lên thì lên ngay nhưng mà xuống là là, là gì ạ rất là 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 cân nhắc và và băn khoăn. Nếu không có kết quả vi sinh thì người ta cũng khuyến cáo là xuống tha thực hiện khi có đáp ứng điều trị tốt và có cơ dựa trên cơ sở dữ liệu vi sinh của của bệnh viện để chúng ta lựa chọn kháng sinh hợp lý cho phù hợp. Và các cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là giai đoạn 1 khởi đầu bằng cái kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm và sau đó thì khi có kết quả vi sinh chúng ta sẽ tiến hành xuống thang. Có ba cách xuống thang đối với các trường hợp này. Cách thứ nhất là chúng ta xả giảm cái số lượng cái các cái kháng sinh chúng ta đang sử dụng. Cái thứ hai, cách thứ hai là chúng ta giảm à, chúng ta đổi cái từ cái kháng sinh phổ rộng sang cái kháng sinh phổ hẹp hơn để mà vẫn đạt được hiệu quả điều trị nhưng dành cái kháng sinh mạnh, kháng sinh phổ rộng đó để cho những trường hợp nặng hơn và tránh chúng ta có thể kháng chéo. Và cái cách thứ ba nữa là rút ngắn cái thời gian điều trị vì thay vì chúng ta điều trị có thể đến hàng tháng trời thì chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian điều trị cho phù hợp. Ví dụ như khi chúng ta nhận được kết quả vi sinh này thì theo đúng khuyến cáo thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đang dùng carbapenem nhóm 2, ví dụ như imipenem chẳng hạn thì chúng ta hãy chuyển sang cái carbapenem nhóm 1 là octapenem vẫn đạt được cái hiệu quả điều trị uh, khỏi bệnh mà kèm theo là gì Chúng ta dành imipenem, meropenem cho các cái trường hợp mà uh, chẳng hạn như là là trực khuẩn mù xanh nó đã kháng với các cái kháng sinh khác. Thế thì thông thường, uh, đấy là khuyến cáo là như vậy nhưng trên thực hành lâm sàng à, cũng có rất nhiều những cái băn khoăn lo ngại liệu rằng cái kháng sinh đó nó có đúng hay không hoặc là cái vi khuẩn này nhưng mà nó lại nhiễm thêm một cái con vi khuẩn nữa thì chúng ta nếu chỉ dùng octapenem liệu có hiệu quả hay không đó là thực sự là những cái mà chúng ta vẫn còn băn khoăn trên lâm sàng và thực tế là chúng em cũng cũng hết sức là cân nhắc khi mà quyết định xuống thang hay không vì là bệnh nhân đang tốt như thế này bây giờ mà chúng ta xuống thang và bệnh nhân diễn biến nặng hơn thì đôi khi là sẽ rất là khó khăn khi nào thì ngừng kháng sinh thì đây là các tiêu chuẩn. Thứ nhất là hết sốt trong vòng 48 đến 72 giờ. Thứ hai nữa là tình trạng lâm sàng ổn định, được xác định rằng là bệnh nhân chỉ còn duy nhất gọi là ít gọi là nhiều nhất là một dấu hiệu trong số các dấu hiệu sau đây. Đó là nhiệt độ là là, là bề bình thường dưới 37,8 độ C, tim à, dưới 100 lần/phút, nhịp thở dưới 24 lần/phút, huyết áp tâm thu trên 90, khí máu thì ổn định. À, không có phải thở oxy nữa ăn uống bình thường và trạng thái tinh thần bình thường. Cái đây là cái hội trần mới nhất mà mà chúng em được uh, thầy Bình triệu tập xuống ICU để hội trần trường hợp uh, bệnh nhân này thì cũng hết sức là đặc biệt tổn thương phổi hai bên rất nặng em xin phép mà không đưa cái hình ảnh X quang lên đây vì là liên quan đến uh, một trong những uh, uh, gọi là 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 bệnh nhân rất là vip và em không dám đưa lên đây nhưng mà uh, bởi vì sao bởi vì hội trần bởi vì tình trạng có cái tình trạng là suy thận thông thường những trường hợp này thì kinh nghiệm là thôi cứ kéo dài đến ngày thứ 10 cho an toàn thế nhưng mà đến ngày thứ 8 thì uh, lâm sàng rất là tốt rồi uh, bệnh nhân đã hết sốt thì 6 ngày hết sốt hoàn toàn là 6 ngày và các cái thông số về bi lăng viêm nó về hoàn toàn bình thường rồi trong khi đó trước đó là bạch cầu tăng rất là cao và cái duy nhất mà em nghĩ là thầy bình và các thầy cô dưới hồi sức cấp cứu, cứu quan ngại đó là tổn thương phổi rất nặng tổn thương phổi cả hai bên nên khi mà quyết định ngừng là hết sức là cân nhắc thì chúng em được yêu cầu xuống là cho ý kiến xem là đã ngừng được cái chưa thế và em kết luận ở đây cũng cũng báo cáo với thầy Bình sau đó về báo cáo với thầy Châu thầy Châu và và trên hô hấp chúng em thầy Châu cũng bảo là thôi để theo dõi chứ bởi vì nếu như tiếp tục dùng thì cái nguy cơ cái nguy cơ cái thận của 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 trường hợp mà điều trị này nó sẽ có nguy cơ nó nặng lên thế và thực tế là bệnh nhân này cắt kháng sinh sau đó thì theo dõi thì không thấy có cái vấn đề gì tái phát cả. Thế và đấy là cái mà thực tế là chúng ta có thể làm được như vậy. Mà tổn thương phổi rất nặng phải nhập ICU chỗ thể bình thì các thầy cô biết là rất là nặng rồi. Mà chúng ta thấy là có thể đến ngày thứ 7, thứ 8 là có thể cắt được kháng sinh. Em xin chuyển sang cái nội dung tiếp theo đó là các cái căn nguyên và các cái trường hợp cũng như là cái thái độ khi xử trí mà cáp mà không đáp ứng với điều trị thì chúng ta cần phải đánh giá xem là tại sao bệnh nhân này lại không đáp ứng với điều trị thì chúng ta cần phải cân nhắc những cái điểm chính sau đây thứ nhất đó là cái viêm phổi mắc phải cộng đồng này nó đã gây biến chứng gì chưa thứ hai nữa là cái yếu tố cơ địa của bệnh nhân như thế nào cơ địa bệnh nhân nó quá nặng hay sao hoặc là gì ạ cái tổn thương x quang phổi thì tiến triển nó chậm lắm nó chả cải thiện được chút nào hoặc là bệnh nhân có nguy cơ nhiễm các cái chủng vi khuẩn kháng thuốc hay sao hoặc là bệnh nhân đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch nó suy giảm miễn dịch khiến cho cái đáp ứng điều trị nó rất là chậm hoặc là một cái hết sức quan trọng nữa là có thể nhầm uh, cáp với một cái căn nguyên khác mà chúng ta có có thể là chúng ta nhầm tưởng ngay từ đầu là điều trị theo cáp nhưng không phải chúng ta cần đánh giá xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm các cái chủng nó đa kháng thuốc hay không ví dụ như đối với phế cầu nó có thể nó kháng với beta lactam khi mà bệnh nhân thấy là tuổi trẻ trẻ em hoặc là cao tuổi trên 65 tuổi bệnh nhân đã dùng beta lactam trong vòng 3 tháng trước đây có nghiện rượu có các bệnh lý đồng mắc kèm theo rồi điều trị ức chế miễn dịch có tiếp xúc với các cái trường hợp mà có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn khác thì chúng ta thấy trong trường hợp như vậy nếu như chúng ta chỉ điều trị bằng cfa 3 thì đôi khi chúng ta sẽ không che phủ được cái chủng mà vi khuẩn ma mâm nó lại tiết ESBL phổ rộng chẳng hạn cái nghiên cứu này ở tây ban nha thì các thầy cô biết rằng là người ta so sánh giữa cái việc octapenem với lại cái septiazone là cái cfa chúng ta vẫn đang sử dụng cho viêm phổi mắc của cộng đồng ở người già thì thấy rằng là việc chúng ta dùng octapenem nó đáp ứng tốt hơn nó cải thiện được các cái yếu tố đó là cái thời gian để điều trị thời gian nằm viện cũng như đáp ứng về lâm sàng là tốt hơn so với cái việc chúng ta dùng bằng cái septiazone thứ hai nữa là người ta cũng đưa ra cái khái niệm về The Pest tức là có ba căn nguyên khó điều trị ở đây thứ nhất là pseudomonas thứ hai là các cái enterobacteriaceae uh, tiết esbl phổ rộng và cái thứ ba nữa là tụ cầu vàng kháng với Methicillin thì đấy là ba căn nguyên mà chúng ta cần phải đánh giá lại khi mà về lâm sàng đánh giá cái cap nó đáp ứng rất là chậm Vậy thì bệnh nhân nào có yếu tố nguy cơ nhiễm các cái căn nguyên kháng thuốc khác, chúng ta cần phải đánh giá về các cái bệnh đồng mắc kèm theo của bệnh nhân. Đây là bệnh nhân có bệnh phổi mạn tính hay không? À, xem là à, ví dụ như là có giãn phế quản, có đi nhập viện nhiều lần, hoặc là có suy giảm về miễn dịch, có các bệnh lý về tim mạch, đái đường rồi suy thận rồi, rồi lọc máu vân vân thì đấy là các cơ địa đồng mắc. Tình trạng bệnh nhân ví dụ tuổi cao là một trong yếu tố nguy cơ cao mắc các cái, à, chủng vi khuẩn đa kháng thuốc hoặc là gì ạ? có suy giảm về nhận thức có hút thuốc lá hoặc là có rối loạn về nuốt rồi sạc vân vân à, những trường hợp mà bệnh nhân phải sử dụng các cái dịch vụ chăm sóc y tế ví dụ phải đặt sông dạ dày cho ăn rồi đặt cái catheter lưu để truyền dịch nhạc, v.v. hoặc là gì ạ? có tiếp xúc với nhân viên y tế nằm tại các cơ sở dưỡng lão cơ sở điều dưỡng vân vân thì đấy là các cái yếu tố mà bệnh nhân có thể nhiễm nó có cái phân tách nào đối với các cái chủng vi khuẩn kháng thuốc hay không? Thì những trường hợp sau đây được coi là có thể có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh. Đó là đã dùng kháng sinh trước đó rồi. Thứ hai là mắc các cái bệnh hô hấp mạng tính mà cần phải nhập viện mà đã từng nhập viện nhiều lần. Hoặc là có cái tình trạng suy hấp nặng, thường xuyên phải nhập viện, có nhập ICU rồi. Hoặc là đã phải thở máy rồi chẳng hạn. Sinh ESBL phổ rộng thì sao nếu bệnh nhân đã dùng kháng sinh trước đó. Thứ hai nữa là cơ sở nằm tại các cơ sở điều dưỡng, cơ sở chăm sóc tại nhà dài hạn hoặc là đã từng nhập ICU thì sẽ có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn ESBL đa kháng. Đối với MRSA thì chúng ta thấy là ngoài cái cơ địa như vậy thì người ta thấy có thể là có đáy đường, có suy thận rồi có suy giảm về nhận thức vân vân vậy thì cái phác đồ tiếp cận đối với nhóm the Pest này thì như thế nào thì chúng ta thấy là gì ạ nếu như có nguy cơ cao ấy, thì người ta cũng khuyên cáo rằng là uh, nếu như chúng ta đánh giá có nguy cơ cao nhiễm trực khuẩn màu xanh thì trong cái phác đồ điều trị thì chúng ta sẽ cho thêm cái kháng uh, sinh mà nó diệt được trực khuẩn màu xanh nếu như có nguy cơ tiết ESPL phổ rộng thì chúng ta sẽ thêm cái capapenem ở đây chúng ta chỉ cần dùng capapenem nhóm 1 là giải quyết được không nhất thiết phải dùng nhóm 2 và lên để dành nhóm 2 cho các trường hợp nặng khác nhiễm MAC thì chúng ta có thể thêm vancomycin hoặc là linezolid cho bệnh nhân. Một cái điểm nữa đó là liên quan đến các cái trường hợp mà à, lao mà chúng ta à, à, có thể chẩn đoán nhầm, đấy là một trong nguyên nhân mà thấy là đáp ứng lâm sàng rất là kém hoặc là thất bại điều trị. thì khi mà chúng ta dùng cái kilo thì ban đầu bệnh nhân có thể đỡ một phần, thấy có thể giảm sút một chút, thấy có thể cải thiện lâm sàng, nhưng sau đó thì thấy tiến triển rất chậm thậm chí là gì ạ nó lại nặng lên rất là nhanh chẳng hạn thì chúng ta cần phải tìm xem là bệnh nhân có phải là nhiễm lao thực hay không Thế và đây là cái sơ đồ để mà tiếp cận thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đánh giá về mặt lâm sàng cho bệnh nhân xem là có phải là thất bại về đau lâm sàng hay không và chúng ta đánh giá xem cơ địa bệnh nhân là tuổi cao của cvd bệnh tim mạch hoặc là bị viêm phổi mức độ nặng hay không chúng ta xem lại khai thác tiền sử khám lâm sàng lại rồi chụp lại x quang phổi làm dạy xét nghiệm về vi sinh chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân có biến chứng khi nó nó bị áp xe phổi nó mỡ mỡ mủ màng phổi chẳng hạn chúng ta nội soi mà, hoặc là chúng ta lấy cái bệnh phẩm để chúng ta làm lại cái việc vi sinh đồng thời chúng ta cần phải loại trừ một căn nguyên nữa khi bệnh nhân nhập viện đó là cái tác động mạch phổi và đấy là một trong những cái có thể nó có dấu triệu chứng lâm sàng nó bị che lấp đi mà chúng ta có thể nhầm em xin chuyển sang cái nội dung kết luận thì uh, qua đó thì chúng ta thấy rằng là kháng sinh kinh nghiệm khởi đầu thích hợp trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng nói chung có tầm quan trọng đặc biệt đặc biệt là trong cái thời kỳ mà vi khuẩn đa kháng thuốc hiện nay cần phải xác định các yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng khi mà chúng ta điều trị và khởi đầu điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thích hợp nó sẽ giúp làm giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như là cải thiện các cái kết quả điều trị khác và carbapenem nhóm 1 với octapenem ấy là kháng sinh được khuyến cáo trong điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm đối với các cái trường hợp chúng ta nghi ngờ vi khuẩn gram âm nó tiết ESBL phổ rộng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe